Vios 2023, bản thân của cái bản bộ này thì nó đã có bản đi gầm với anh em nhá. Nhưng bi gầm nguyên bản của nó sẽ bi này rất là bi 1.8 này anh em này. Bi rất là bé nên là khi mà anh em muốn lắp cái bi và bi gầm vào đấy thì muốn lắp bi gầm mà bi 3 inch này thì nó sẽ chui ẩn bên trong. Thì em bên em có làm một cái dưỡng như này để lắp cho cái bi 3 inch nó vào đây và lắp zin anh em nhá. Đây. Bên lái đây, anh em thấy ạ. Đấy. Thì con này bản thân của nó là đèn full led rồi này, nhưng mà thật ra ánh sáng của đèn full led cực kỳ kém. Đây anh em nhìn thấy ạ, ánh sáng đây, ánh sáng của đèn, đây là ánh sáng của đèn nguyên bản này, đây là của bản full led này. Anh em thấy chóa led đây nó có ba cái mặt led ở đây rồi, nhưng ánh sáng cực kỳ kém. Đây là ánh sáng của đèn gầm mà sau khi em nâng cấp xong này, với bộ bi led X-Blind X3 Pro với nhân màu là 5500. Đấy, đây là ánh sáng của với chế độ cốt. Còn đây là ánh sáng của chế độ pha. Anh em thấy ánh sáng rất là sáng và át hết cái phần đèn nguyên bản của chiếc xe đi. Đấy. Và với X3 Pro thì nó sẽ có một cái tâm trợ pha đấy, anh em thấy là cái tâm vàng như thế. Anh em hỗ trợ cho anh em đi mưa đi sương. Đấy. Cực kỳ tốt nha anh em nhá. Đấy. Và đây là cốt này, pha của đèn này. Đấy. Nếu mà so sánh với độ sáng thì nó có thể sáng gấp 4 đến 5 lần so với đèn nguyên bản của chiếc xe. Và cái đèn gầm của xe và cái đèn trên của anh và so sáng hơn gấp 32 đến gấp 3 lần so với đèn nguyên bản của xe bên trên này với đèn zin. Đấy. Anh em nào mà đang đi xe Vios nhá, hoặc là những dòng xe khác mà chưa có đèn gầm hoặc là có đèn gầm nhưng mà ánh sáng rất là kém thì anh em hãy đến với Agala Thái Nguyên để bên em nâng cấp đèn gầm cho các bác.